Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an và hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Chiều nay cô Khanh nhận được tin một chị đã kể cho cô Khanh nghe câu chuyện của chị cách đây 3 tuần. Mà cô Khanh chưa kịp kể lại cho mọi người nghe thì chiều nay đã nhận được tin là chị đã mất rồi. Vì thế tối nay cô Khanh phải tranh thủ kể câu chuyện của chị. Và trước khi mất thì chị có dặn người nhà là hãy cứ kể câu chuyện của chị lên. Chị sinh năm 1963, tuổi Quý Mão. Người ta nói nam Đinh Nhâm, nữ Quý Giáp là sướng lắm. Không biết có phải đúng không? Tại cô Khanh không có Đinh Nhâm mà cũng không có Quý Giáp, cho nên là cũng không biết mọi người mình có ai là Đinh Nhâm, có ai là Quý Giáp thì cho cô Khanh xin một bình luận xem thử có phải bốn cái tuổi này là sướng lắm không. Nhưng mà chị nói là hình như là chị cũng gặp may mắn trong cái con đường làm ăn, thì chị gặp may mắn rất nhiều. Nhưng mà còn chuyện tình duyên thì nó lại không suôn sẻ như cái công việc. Hôm trước khi mà chị kể cho cô Khanh nghe là chị đã bệnh, nhưng mà qua cái giọng nói thì cũng thấy chị cũng, mình thấy qua cái điện thoại thôi thì thấy chị cũng còn khỏe, nhưng mà làm sao biết được. Thì chị kể lúc thời của chị á, chị nói là lúc đó chị là gọi là hoa khôi của cái làng đó. Năm 80 mấy á, chị nói là năm 80 hay năm 81, 82 gì đó, thì lúc đó là chị làm, chị bắt đầu chị xin vào làm thương nghiệp. Mà chị kể là ngày xưa mà con gái mà làm ở thương nghiệp á là gọi là sang chảnh lắm, cho nên là nhiều anh theo lắm. Chị nói lúc đó mà chị làm thương nghiệp mà chị đứng bán cái quầy vải á, nên là rất là khá. So giữa chị với các bạn đồng nghiệp á, là chị rất là khá. Không biết có phải là do chị đẹp rồi người ta phân cho chị đứng ở cái quầy vải không, nhưng mà chị bảo rằng chị rất là may mắn khi người ta phân cho chị đứng ở cái quầy vải, bán vải suốt, bán vải, đo vải. Rồi hồi đó là, chị nói là hồi đó là thời tem phiếu, mỗi người được mua bao nhiêu á thì còn lại sau cái phần sau á thì cũng có dư chút đỉnh. Nên chị nói là lúc đó so với các bạn đồng nghiệp á, chị là cái người khá nhất. Thời đó mà chị đã sắm được xe Honda là biết là sang đến cỡ nào rồi. Nên chỗ chị làm á, nhiều anh dòm ngó lắm. Thì trong đó có một anh, ảnh làm, lúc đó là ảnh đi theo cái công trình, ảnh làm tài xế, gọi là tài xế xe xúc, xe ủi gì đó. Thì đi làm cái công trình đó, thì anh bắt đầu anh làm quen chị. Ngày nào anh cũng tới hết, anh cũng tới cái quầy của chị, anh đứng, anh ngồi, anh đứng nói chuyện. Anh cứ đứng đó hoài, đứng trồng ngoài, giờ làm ra là anh đứng ngay cái quầy của chị, không đi đâu hết. Chị nói vậy mà sao không đổ cho được. Mà anh cũng đẹp trai nữa. Lúc đó là ai cũng bảo rằng là chị với anh xứng đôi hết á. Anh thương chị lắm, anh chiều chị lắm. Nhưng mà khi đem anh về nhà thì ba mẹ chị không chịu. Ba mẹ chị lại nghĩ, nói là anh là tài xế, sợ sau này con mình khổ, cho nên là ba mẹ chị bắt đầu ngăn cản. Mà chị nói chị cũng thương anh nữa, nên là hẹn, mỗi lần hẹn á là đâu có dám cho anh về nhà.
nhờ cái nhà dì của chị á, nhà dì của chị ở gần đó. Rồi chị buổi tối á, chị tới nhà dì, giả đò nói là tới nhà dì chơi. Rồi anh cũng tới nhà dì, anh đón chị đi chơi. Xong sau đó rồi anh lại trả chị về nhà dì của chị. Rồi chị đi về một mình. Chị nói cứ đi như vậy, cả năm trời như vậy á, mà ba mẹ chị vẫn cứ cản, nhất quyết là không gả. Mỗi lần mà thấy anh xuất hiện á, là ba mẹ chị bắt đầu, đầu tiên thì á, mặt nặng mặt nhẹ, nhưng sau đó thì nói thẳng với anh luôn, nói thẳng mặt với, nói ra mặt với anh luôn, nên anh cũng buồn lắm. Ban đầu thì chị cũng an ủi anh, nhưng sau rồi cứ lặp đi lặp lại hoài, cho nên bắt đầu sau hơn một năm thì bắt đầu có sự rạn nứt. Có lẽ anh không chịu nổi, anh không chịu đựng được những cái lời nói xúc phạm của ba mẹ chị. Sau gần 2 năm quen nhau thì hai người đành phải chia tay. Mà chị nói chị vẫn thương anh lắm. Chị biết rằng chị chia tay nhưng mà chị vẫn thương anh vẫn thương chị. Hai người cứ theo dõi nhau như vậy á, nhưng mà không ai nói tới ai á, không ai chịu bước xuống, không ai chịu làm hòa, ai cũng đặt cái tôi của mình lên ngút ngàn chín tầng mây. Rồi mấy năm sau thì anh đi lấy vợ, chị vẫn ở vậy, chị vẫn đi làm. Chị nói thời lúc đó mà chị làm nhiều tiền lắm, cho nên chị mê làm lắm. Chị không nghĩ rằng tuổi xuân của mình nó qua. Anh có vợ nhưng mà lâu lâu anh cứ vẫn ghé qua xem thử chị như thế nào. Thì chị nói mỗi lần anh ghé qua thì cũng chỉ hỏi thăm đôi ba câu thôi chứ cũng không nói gì. Rồi anh lại đi, chị lại lao vào làm tiếp. Hết cái thời thương nghiệp thì chị ra ngoài, chị ra chị mua bán. Chị nói lúc đó chị giàu lắm, làm một ngày được bao nhiêu tiền á, chị làm đủ thứ hết. Chị ra ở, tại vì là chị là từ dân thương nghiệp ra mà, cho nên là những cái mua bán gì là chị giỏi lắm. Chị nói là lúc đó ai nghèo nghèo khổ ai khổ chứ chị vẫn cứ có tiền hoài. Một ngày chị làm ra được bao nhiêu á, mà chị nói nhiều lắm. Chị cứ thấy có tiền vậy cứ chị mê làm. Ai đến với chị cũng không quan tâm. Mình khi mà lo cho em út trong nhà ai cũng có cơ ngơi hết rồi á. Lúc đó chị mới nhìn lại mình. Thì lúc đó 45 tuổi rồi. 45 tuổi mà chị nói là chị có đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu mỗi một ông chồng thôi. Thì bắt đầu lúc đó người ta làm mai cho chị. Làm mai cho chị một cái anh Việt Kiều. Cái người là giới thiệu á, người ta nói là anh này vợ chết, nên là chị cũng tin. Rồi đến khi anh về thì anh cũng giới thiệu là anh là vợ chết, thì chị cũng tin. Hai người lúc đó là hai người cũng còn thư qua thư lại, rồi điện thoại rồi nữa. Đến khi anh về nước, anh đem về cho chị 1.000 đô. Rồi anh kêu chị làm đám cưới. Thì chị cũng làm đám cưới. Thì đám cưới xong á, thì hình như là anh ở có 1 tháng à. Rồi cái anh đi lại. Anh đi mà sao mà chị thấy cứ đi. Hỏi anh thì anh nói anh đi về nước lại, anh đi về Mỹ lại. Thì chị cũng tin là anh đi về Mỹ. Rồi chị nói đến cái việc mà làm giấy tờ để bảo lãnh chị sang, thì thấy anh làm thinh.
Ban đầu á, khi mà chưa cưới á, thì anh còn hồ hởi làm, anh còn kêu chị làm cái này chứng giấy nọ. Nhưng mà sau đám cưới rồi á, sao thấy anh không nói gì hết, anh không kêu gì hết nữa. Thì chị bắt đầu chị hỏi, thì anh cứ kêu để từ từ. Rồi anh đi về Mỹ. Đi về Mỹ thì chị ở bên này chị cũng cứ lo làm. Chị cứ nghĩ rằng anh đi về Mỹ để anh làm công việc. Rồi như thỏa thuận là cứ một năm mấy tháng anh về Việt Nam lại á. Tại lúc mà anh cưới chị là anh cũng đã 65 tuổi rồi. Chị lúc đó là 45, 46 và anh lúc đó là 65, 66 tuổi rồi. Cho nên là anh cứ đi về Mỹ vậy đó. Rồi cứ mỗi một năm anh về một lần, một tháng. Mà có một đặc điểm, anh về từ ngày anh cưới chị, anh đưa đúng 1.000 đô để làm đám cưới. Rồi từ đó về sau là thôi, mỗi lần anh về là chị phải lo hết cho anh, ăn ở, lo quà cáp cho anh đi thăm bà con. Tại vì chị nói chị làm nhiều tiền lắm, cho nên đối với chị cái tiền của anh chị không quan tâm. Ở như vậy được khoảng chừng 5 năm á, mang tiếng là 5 năm, lấy chồng 5 năm. Nhưng mà thật ra chị nói ở với nhau khoảng chừng chưa đủ 1 năm. Tại vì 1 năm anh về anh ở có khoảng chừng 20 mấy ngày rồi anh lại đi. Cho nên là tính ra mang tiếng là 5 năm chứ thật ra ở chưa tới 1 năm. Thì một ngày chị thấy đau bụng, chị đi khám bệnh. Thì bác sĩ nói với chị là chị bị ung thư đại tràng. Chị về chị nói với anh. Lúc đó là anh đã đang ở Việt Nam. Chị về chị nói với anh. Thì thấy anh ngồi anh trầm ngâm, anh suy nghĩ, anh im lặng, anh không nói gì hết á. Thấy anh buồn, anh không nói gì. Chị cứ tưởng đâu là anh buồn vì chị bệnh. Nhưng mà sau đó thì ngày hôm sau anh ở lại với chị 1 2 ngày. Thì mà vài ngày sau anh tự nhiên anh đi đâu mất. Chị bắt đầu chị đi tìm anh. Chị vừa lo đi làm, vừa đi trị bệnh, vừa đi kiếm anh. Chị biết cái địa chỉ của một người em của anh. Chị tới nhà của người em đó. Thì chị thấy anh. Chị nói chuyện với anh hay. Chị nói chuyện với anh rất là nhiều. Chị hỏi anh bây giờ tính sao thì anh nói anh cũng không biết. Chị hỏi anh có ý đưa chị đi sang Mỹ để chữa bệnh không thì anh nói chắc không có được, không thể được. Rồi là bắt đầu tự như cái câu đó anh nói ra là bắt đầu chị mới bắt đầu chị mới nghi ngờ. Thì chị mới nói là lúc đó là bắt đầu chị mới nghĩ đến cái việc là anh sẽ bỏ chị đó. Cho nên là chị cố gắng chị dụ anh về nhà lại thì anh cũng đi về.
anh đi về thì tối hôm đó khi anh ngủ chị mới lấy cái điện thoại của anh, chị sao hết tất cả các cái số điện thoại trong điện thoại của anh. Thì chị mới phát hiện ra là có rất nhiều số anh gọi ở Việt Nam. Chị không nói gì hết, chị để chị xem thử coi thử sao. Anh ở với chị khoảng chừng một tuần thì anh nói anh trở về Mỹ lại. Anh nói anh trở về Mỹ lại. Anh có hứa là anh sẽ về lại để lo cho chị. Nhưng rồi bắt đầu từ khi mà anh trở về Mỹ á, là bắt đầu các cái cuộc điện thoại nó thưa dần. Thì lúc đó chị mới nhớ ra là mình đã từng sao những cái danh bạ điện thoại trong điện thoại của anh á. Bắt đầu chị mới lấy cái danh bạ đó, chị gọi cho từng số ở Việt Nam. Mọi người phát hiện ra điều gì không? Một con số thật khủng khiếp. Đó là chị phát hiện ra anh quen một lúc 7 cô ở Việt Nam. Chị cứ gọi hết mỗi cái số điện thoại á, chị gọi chị hỏi là có phải là vợ của anh không? Anh có gửi cho chị một món quà, mà bây giờ chị cần phải xác minh cái địa chỉ để chị gửi tới. Thì những cái người phụ nữ đó, người ta cho chị biết tên, biết địa chỉ. Người ta tưởng đâu thật, người ta cho chị biết tên, biết địa chỉ luôn. Và người ta cũng xưng là người ta là vợ anh ấy. Và như vậy đó, tổng cộng là có 7 người tất cả, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Thì sau đó chị mới phát hiện ra là mỗi khi mà anh về Việt Nam, anh ở với chị một tháng, thì không phải là chỉ ở với chị một tháng đâu. Có nghĩa là anh về anh ở với chị một tháng, rồi sau đó anh đi nhà khác anh ở một tháng. Đến khi chị phát hiện ra, chị mới đi tới những cái nhà của mấy cái chị khác á, chị đưa cái hình đám cưới ra, thì mấy cái chị đó cũng đưa cho chị xem cái hình đám cưới giữa anh và các chị ấy. Kinh khủng không mọi người? Có nghĩa là anh này mỗi một người ảnh đem cho 1.000 đô hay là bao nhiêu tiền đó, cho một số tiền đó để làm đám cưới, rồi xong rồi là thôi. Mỗi một người ảnh ở như vậy, ảnh mỗi lần ảnh về ảnh ở một chỗ một tháng như vậy. Đến khi ảnh biết được chị bị ung thư, ảnh bảo rằng ảnh đi về Mỹ và ảnh lâu lâu ảnh mới gọi cho một cuộc điện thoại để hỏi thăm. Và sau đó mấy năm là thôi, từ đó rồi sau là không thấy anh nữa. Hôm trước chị gọi điện cho cô Khanh, chị kể cho cô Khanh nghe. Chị nói là chị muốn kể cái câu chuyện của chị để cho chị em thấy. Thứ nhất là nếu mà có lập gia đình thì hãy lập khi còn sớm. Còn để khi mà lớn tuổi rồi á, thì lúc đó rủi nhiều hơn may. Ngày nay gia đình chị báo tin là chị đã mất 3 ngày nay rồi, và cũng đã được chôn cất rồi. Và có một điều là gia đình chị kể là trong đám tang của chị á, cái anh người yêu trước đây của chị á, mấy đêm liền anh tới anh ngồi bên quan tài chị.
Và trước khi hạ huyệt á, anh có đọc một bức thư dành cho chị. Anh nói là mặc dù anh đã có gia đình rồi nhưng anh vẫn yêu chị. Trong bức thư anh viết cho chị, anh tự trách mình đã không đủ can đảm, đã không đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ tình yêu của hai người. Nhưng rất tiếc, đã quá muộn. Gia đình kể là khi gia đình nghe anh kể đọc bức thư lên á, ai cũng xúc động, ai cũng không nghĩ rằng chị đẹp như vậy mà lại có một cái kết thúc buồn bã như vậy hết. Trước đây cô Khanh không bao giờ tin vào số phận, thật sự như thế. Cô Khanh trước đây là cô Khanh không bao giờ tin vào số phận, cô Khanh cứ tin vào nỗ lực của mình. Cô tin Khanh tin vào sự mạnh mẽ của mình, cô Khanh tin vào nỗ lực của mình, cô Khanh tin vào sức chiến đấu đối với cuộc đời này của mình. Nhưng nhiều câu chuyện đã làm cho cô Khanh tin rằng trên đời này mọi cái đều do ông trời sắp đặt an bài. Mỗi chúng ta ai buộc cũng phải theo cái quy luật đó. Câu chuyện nó hơi buồn nhưng cho chúng ta một cái bài học. Đôi khi cái sự việc á, mình người ngoài mình nhìn nó như vậy nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Cho nên là mọi người đừng nên phê bình, phê phán gì ai cả, bởi vì chúng ta là người ngoài. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại quý vị ở một video sau.